Xin chào các bạn. Trong cái bài này thì tôi sẽ tiếp tục trình bày cái bài số 2 về sử dụng module views. Đây cũng là một cái bài nằm trong cái series về học cách sử dụng module views, là một trong những cái module mà quan trọng nhất của Drupal 7 nói riêng và các dòng Drupal nói chung. Ở bài trước thì các bạn đã tìm hiểu được views là gì và nó có thể làm được những cái gì. Và bạn đã cài được cái module views nó vào trong cái website của mình rồi. Cái bài này thì tôi chưa đi giới thiệu về view ngay lập tức, bởi vì là để sử dụng được view và thực hành được view ở trong những cái bài kế tiếp ý, thì điều quan trọng là bạn phải chuẩn bị được một cái content demo, hay gọi là dummy content ấy. Trong bất kỳ cái dự án nào cũng vậy, nhất là những cái dự án mà lớn chẳng hạn, thì bao giờ ta cũng cần phải có một cái lượng content demo rất là lớn để ta sử dụng, là ta test và ta build website ở trong cái thời gian phát triển đầu. Thì để tất nhiên là không ai mà ngồi mà tạo bằng tay cả, nhất là cái khối lượng content lớn, ví dụ 50, 100 content hay 1.000 content chẳng hạn, mà ta ngồi ta tạo bằng tay thì chắc là hết ngày. Chính vì vậy mà ở trong cái bài ta dành riêng một bài để hướng dẫn các bạn cách tạo content demo. Để tạo content demo, trước hết là bạn phải kiểm tra trong hệ thống của mình ý, xem là nó đang có những cái content types nào. Thì bạn có thể kiểm tra rất nhanh là vào trong phần structure này, không vào content types này. Bạn xem đây, nó có hai cái content type ở đây. Thì có content type product này, nghĩa là rất tốt rồi, có thể sử dụng cái content này. Đó, và kiểm tra nhanh cái trường của nó, thì trong cái content product này nó có trường tên sản phẩm này, trường mô tả sản phẩm và trường ảnh sản phẩm. Thế như vậy là tốt rồi. Nếu như bạn muốn add thêm thì bạn add thêm vào đây. Thế nhưng mà đối với tôi thì như này là tạm đủ rồi. Quay trở lại cái phần module. Thì để có thể tạo được cái content type, tạo được content demo thì bạn cần cài đặt một cái module vào trong cái website này. Cái module đấy nó tên là Dever này. Dever là viết tắt của development hay là developer gì đấy. Đấy thì bạn phải cài đặt cái module này vào trong cái website. Thì cài đặt như nào thì tôi nghĩ là các bạn đến bài này là các bạn đều biết, để tự cài được rồi. Đấy. Thì ở trong cái trang này của tôi đã cài nó vào đây rồi. Đây nó chính là cái module này. Sau khi cài cái module cái theo cái đường link này, bạn cài vào website thì nó sẽ hiện ở đây là có 3 module. Đấy. 3 module, cái module chính của nó, module core nó là cái Dever này. Đấy. Bạn luôn luôn phải bật ở đây. Cái module thứ hai là Dever Generate này. Thì cái module này chính là cái mà tôi sẽ bạn chúng ta cần quan tâm ở cái bài này. Nó phụ trách cái việc mà sẽ tạo ra những cái content giả đấy, gọi là dummy user hoặc là node hoặc là taxonometer. Thì bạn phải bật cái module này lên và tắt module này đi cũng được. Module này ở trong những cái bài mà liên quan tới phần code ấy, làm theme thì tôi sẽ đi sâu chi tiết hơn. Thế nhưng bài này ta chưa cần cái module này vội. Thế ta bật cái module Dever Generate này. Thế như vậy là ta đã bật nó lên rồi. Đấy, để sử dụng nó thì ta có hai cách. Một là ta sẽ tìm xuống cái chính cái module cái ta vừa bật đấy lên. Đây, ta vào cái phần configure này. Đấy, bạn thấy là ở trong cái trang config của cái module này thì nó có một list những cái mà ta có thể sử dụng. Đấy, thì ta có thể tạo content giả này, có thể tạo menu giả này, có thể tạo taxonomy giả này, có thể tạo user giả, rất nhiều thứ. Thì để dùng view thì ta sẽ tạo content, tạo term và tạo user giả, là ba cái. Đấy, thì ta sẽ làm lần lượt. Thứ nhất là ta tạo, thường người ta sẽ tạo user trước, bởi vì user thì nó thường nó là cái dữ liệu đầu vào cho cái content ở đây. Nên ta, nếu mà ta tạo user trước ấy, rồi ta tạo content ấy, thì cái user mà ta mới tạo ở đây nó sẽ được sử dụng trong cái content giả này, thì nó sẽ rất là tốt.
Nên ta sẽ tạo user đầu tiên. Để tạo user thì cái này rất dễ dùng, tôi nghĩ ai cũng dùng được. Đấy thì ta muốn tạo bao nhiêu user thì tôi nghĩ là trong cái hệ thống này để cho nó đỡ bị rác nhiều thì ta tạo khoảng 20 user thôi. Và ta có thể chọn được là cái roller của user thì tôi nghĩ là chắc ta để trống. Rồi là ta cần đặt được mật khẩu mặc định cho những user này là gì. Thì đặt chắc đặt demo thôi, muốn đặt bao nhiêu thì được. Còn cái này thông số này thì tôi nghĩ nó không quan trọng lắm, bạn muốn đặt nó làm cái gì đấy. Rồi ta tạo. Đấy, rất nhanh, ta thấy là bạn có thể tạo được 20 user. Ta có thể kiểm tra ở cái phần pupil này. Các bạn thấy ở đây là nó đã tạo ra 20 user giả với những cái username rất là ngẫu nhiên như này. Đấy, nhìn như là spam nhưng thực ra nó là user ta mới tạo. Nó đều là user ngẫu nhiên này. Và trạng thái mặc định của nó đều là active hết. Đấy. Như vậy là ngay lập tức ta có 20 thằng user này để sẽ làm nguyên liệu đầu vào cho cái views mà sẽ ở bài kế tiếp ta sẽ học. Tiếp tục ta sẽ tạo content. Tạo content thì ta quay trở về trang development ở đây. Thì ta tạo tiếp content. Đấy, nhưng mà trước khi tạo content thì tôi khuyên là cũng nên tạo cái term ở trước, bởi vì term nó cũng là cái dữ liệu đầu vào của cái thằng content này. Thế nên là ta sẽ tạo term trước. Term thì ta sẽ chọn vocabulary để nó gắn vào. Bởi vì term nó là gì? Term ví dụ như là nó là một cái thuật ngữ thôi. Ví dụ như là Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn thì nó là term. Thế còn vocabulary là gì? Nó là ví dụ là quốc gia, nó country. Thì tất cả những cái Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh đấy nó là những cái term bắt buộc nó phải gắn vào một cái vocabulary này để nó có nghĩa. Ví dụ ba thành phố đấy ta gắn vào country này thì ta biết nó sẽ là ba thành phố. Đấy, còn nếu mà ta gắn vào cái khác thì có thể nó sẽ không phải là thành phố, nó sẽ là một cái nghĩa khác. Chính vậy mà ta phải luôn luôn khi mà ta tạo term ta phải gắn nó vào một cái vocabulary này để ta định nghĩa nó. Phần taxonomy tôi nghĩ là các bạn đều hiểu hết rồi, nó là ở những cái bài 10 bài trước của cái series trước thì các bạn phải tìm hiểu kỹ hơn về cái phần này. Thì ta sẽ tạo ngẫu nhiên khoảng độ 10 cái term. Đấy, và độ dài của nó thì ta để mặc định thôi. Đấy, và ta gắn nó vào cái vocabulary là brand này là nhãn hiệu hàng hóa đấy. Thì ta sẽ cho nó tạo ngẫu nhiên vào đây. Đấy, như vậy tạo xong rồi. Đấy, tạo ra một đống nữa. Bạn có thể kiểm tra được khi vào cái phần này, structure này và taxonomy này. Đấy, và brand đây. Thì vào cái list terms này. Đấy, sẽ ra một mớ đấy. Đấy, tất cả, đây là tất cả những cái mà nó vừa tạo. Thậm chí nó còn tạo luôn cả cấp cha con ở đây. Đấy, nhìn trông rất là lòng lòng. Đấy, nhưng mà cái này ta sẽ sử dụng để chút nữa ta sẽ làm cái view rất là quan trọng. Phần thứ ba nữa là ta sẽ tiếp tục ta tạo content. Như vừa đấy là bị ta quay lung tung, ta bị mất cái trang development rồi, thì tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để quay trở về cái trang development đấy. Thì bạn vào cái phần configuration này, rồi xong bạn tìm ở dưới này, tìm đây, nó nằm ở đây. Đấy, thì bạn có thể vào cái trang generate content từ đây cũng được, vào ấn vào generate content. Đấy, bạn thấy là nó bắt buộc phải chọn là cái content này nó thuộc về kiểu dữ liệu nào, kiểu content type nào, thì ta chọn nó là kiểu product. Để ta tạo bao nhiêu content thì riêng cái content này tôi nghĩ là tạo nhiều một tí để cho về sau này ta còn học view, ta còn học về phần phân trang nữa. Thế là ta tạo nó lên khoảng độ 150 đi nhỉ. 150 và cái title này thì tầm 4, cái này nghĩa là có bao nhiêu từ trong cái title đấy thì ta chọn nó là 4. Language thì cái này không quan trọng lắm. Thì tóm lại nó sẽ tạo 150 content thuộc kiểu dữ liệu là product. Ok, còn tất cả những phần này ta không quan tâm. Nếu mà nó đã tạo ngay lập tức, nó tạo xong rồi thì bạn vào cái phần content để bạn kiểm tra.
Đấy, như bạn thấy một mớ thật ra đấy nha. Và nó không chỉ tạo content, nó còn gắn luôn những cái đống user mà ta vừa tạo vừa nãy đấy, đống user ngẫu nhiên đấy, để nó gắn luôn vào đấy, rất là tốt. Để sau này ta dùng, ta thực hành với cả cái module view kia thì bạn sẽ thấy nó rất là có ích lợi. Thế như vậy là rất là nhanh, chỉ trong 5 phút ta đã tạo được 150 content, 20 ông user và 10 thằng terms đấy, rất là tốt. Nếu bạn thử tưởng tượng, nếu bạn tạo bằng tay thì bạn bạn mất phải nửa ngày bạn tạo xong đúng đấy. Thế nhưng mà chỉ mất 5 phút thôi ta đã tạo xong, và nhờ cái sự hỗ trợ của cái module gọi là Devil này. Và cái Devil này nếu bạn là một nhà phát triển Drupal thì bạn sẽ thấy là bạn sẽ không thể nào mà thoát khỏi được cái module này, gắn chặt cuộc đời bạn với cái module này. Nhất là khi mà bạn chuyển sang cái phần làm code ấy, làm code xây dựng module tính năng này, xây dựng theme này, template này, thì cái module này gần như là không thể thiếu. Tôi chưa nhìn thấy ai mà thiếu cái module này mà có thể làm được những cái dự án lớn này. Gần như là bạn không thể thoát. Tóm lại là cái bài số 2 này là bài mà tôi hướng dẫn bạn tạo content demo và sẽ sử dụng cái đống content này làm nguyên liệu đầu vào để ta thực hành cái view ở cái bài kế tiếp. À, xin hết.